văn khấn ông công ông táo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Tín chủ con là ngụ tại nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hải áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ tự gia thần, soi xét lòng trần, táo quân chứng giám. Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin tôn thần, gia ân trầm trước. Ban lộc, ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái. Giải tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.